Lê Thị Nhi đổi màu huy chương, hàng Nga bảo vệ ngôi vương ở môn kickboxing SEA Games 32. Trong khi võ sĩ Lê Thị Nhi giành tấm huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games, thì Nguyễn Thị Hằng Nga đã có 3 lần liên tiếp giành huy chương vàng ở môn kickboxing SEA Games 32. Theo đó, Lê Thị Nhi vượt qua đối thủ Fitche Martin, Philippines một cách áp đảo với tỷ số 3-0 ở trận chung kết diễn ra sớm nhất ngày 15 tháng 5. Cô đổi màu huy chương thành công khi năm ngoái tại Việt Nam, võ sĩ này chỉ giành tấm huy chương đồng. Còn Nguyễn Thị Hằng Nga vượt qua Renalyn Dasala của Philippines ở trận chung kết với tỷ số 2-1. Cô áp đảo đối thủ ngay từ đầu nhưng gặp chút khó khăn vào cuối trận. Dù vậy, Hằng Nga vẫn xuất sắc giành tấm huy chương vàng thứ 3 liên tiếp ở hạng cân 48kg nội dung full contact nữ. Trần Minh Hậu và Huỳnh Văn Tuấn đều giành huy chương bạc khi thua các võ sĩ đến từ Indonesia và Campuchia. Huỳnh Văn Tuấn đã phải thi đấu 2 trận trong ngày 15 tháng 5. Việc một võ sĩ phải thi đấu nhiều trận trong một ngày là điều thường thấy ở một số môn võ như karate, taekwondo, vật, judo, jiu-jitsu. Tuy nhiên, thông lệ của kickboxing và muay không cho phép điều này. Là một trong những môn võ đối kháng cần dùng nhiều thể lực, kickboxing thường thi đấu với tần suất một ngày một trận. Trên thực tế, những đối thủ của Huỳnh Văn Tuấn và Nguyễn Quang Huy trong trận chung kết cũng phải đấu 2 ngày một trận. Do đó, dù chủ nhà tổ chức chưa được kín kẽ, nhưng cũng không có nhiều bất công với các võ sĩ Việt Nam. Kickboxing Việt Nam từng giành 5 huy chương vàng, 6 huy chương đồng ở SEA Games 31 trên sân nhà, giữ ngôi vị nhất toàn đoàn. Đội tiếp tục đặt mục tiêu cao nhất ở SEA Games năm nay.